Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Cuộc Sống Vùng Cao. Cũng lâu rồi, hơn 2 tháng nay tôi không làm clip đăng lên kênh YouTube này rồi. Thì hôm nay tôi muốn gửi đến tất cả các bạn một số những cái thông tin về cái cây cỏ máu trước mắt các bạn đây. Vâng, đây chính là cây cỏ máu, hay còn gọi là cây huyết đằng. Và tiếng địa phương chúng tôi gọi là cây này là cây càn dém hay nhé các bạn nhé. Đây các bạn này, đây là một cái loại cây sống ký sinh, nó phụ thuộc hoặc leo lên các cây thân gỗ lớn. Đấy, khi chặt ra hoặc đun lên sẽ thấy có một cái màu đỏ như máu, nên là gọi là cây cỏ máu. Đây các bạn thấy là nhựa của nó đây. Vừa rồi cái đoạn đầu clip thì tôi cũng đã cho các bạn xem về cái cây này rồi, về nhựa của cây này rồi. Đây thì vừa rồi tôi có thái một đoạn và để đây chắc cũng khoảng được 3 phút rồi. Thấy nhựa của nó bắt đầu chảy ra rồi. Thì tôi sẽ để lâu hơn nữa để cho các bạn thấy rõ hơn về nhựa của cây cỏ máu này. Vâng, hôm nay thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn những cái thông tin về cái cây này. Cái cây cỏ máu này là một cái loài cây mà chúng ta thường hay sử dụng để mà làm thuốc bổ đấy. Nó thường mọc hoang rải rác ở một số tỉnh như là tỉnh Hòa Bình này, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Bình, Lâm Đồng, vân vân, và đặc biệt là ở quê tôi Lai Châu thì cũng có rất là nhiều cái cây cỏ máu này. Và lưu ý với các bạn là có một loại nữa nó cũng gần giống với lại cây này. Đấy, mà cái loại kia thì chúng ta không dùng. Tác dụng của cây này nó chính là bổ máu này, giúp điều hòa kinh nguyệt, chữa trị kinh nguyệt không đều. Đấy. Nó còn có thể làm tăng cường tuần hoàn máu đến các bộ phận trong cơ thể, giảm đau đầu, nhức mỏi, đau vai gáy, suy nhược cơ thể và kích thích quá trình tiêu hóa này, đem lại cảm giác ngon miệng và giúp cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Và cây này thì chúng ta còn nó còn là có tác dụng là tăng cường điều tiết sữa, lợi sữa cho phụ nữ sau sinh này, tăng cường thị lực này, giảm nhức mỏi chân tay ở người già. Và đặc biệt là cây cỏ máu này, một cái công dụng không thể không nhắc đến, nó chính là bổ máu, điều trị các bệnh thiếu máu này, da xanh xao, hoặc là nó còn dùng để bổ trợ trong cái quá trình điều trị tê thớp này, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau lưng mỏi gối, da mồ hôi nhiều. Đấy, và tăng cường cái quá trình thải độc này, làm mát gan, hạ men gan rất là hiệu quả. Và đối với những cái trường hợp mà bị mất ngủ ấy, thì chúng ta có thể dùng cái cây cỏ máu này để mà điều trị chứng mất ngủ. Mất ngủ nó cũng rất là tốt. Và còn đối với chị em phụ nữ thì nó còn đem lại cái làn da trắng trẻo, hồng hào và mịn màng. Đấy là một số những cái công dụng. Ngoài ra thì chắc chắn là còn có rất là nhiều những cái công dụng nữa. Một cái nữa tôi muốn các bạn lưu ý là về cái cây cỏ máu này, thì bên cạnh rất là nhiều những công dụng tuyệt vời mà tôi kể trên thì nó còn có một số những cái tác hại, như là nếu mà chúng ta lạm dụng cái cây cỏ máu này quá nhiều, nó sẽ đem lại cái cảm giác khô họng và thậm chí nó còn gây táo bón cho chúng ta. Cây cỏ máu này thì chúng ta có thể chế biến theo hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta đem về, chúng ta để khô. Đấy, chúng ta chặt từng khúc như này, xong là để lên trên gác bếp để khô, rồi sau này khi mà cần dùng đến thì chúng ta có thể đem ra chúng ta thái rồi chúng ta dùng luôn. Hoặc là chúng ta bây giờ chúng ta có thể đem về cây tươi này, chúng ta thái mỏng, phơi khô dùng. Đấy là hai cách. Ngoài ra thì cây này ngoài cái việc sắc nước uống thì chúng ta còn có thể dùng để mà ngâm rượu. Đấy, chúng ta có thể dùng để ngâm rượu nhé các bạn nhé. Vâng, như các bạn đã biết thì dù chúng ta đang ở sống trong những cái kỷ nguyên với nền y học hiện đại và phát triển, nhưng mà xung quanh chúng ta thì vẫn có rất là nhiều những cái loại thảo dược nó mọc hoang và nó đảm nhiệm những cái chức năng chữa bệnh hữu hiệu. Và cái cây cỏ máu này, đấy, cây cỏ máu này chính là một trong những cái sự lựa chọn tuyệt vời để cho các bạn chăm sóc bản thân, gia đình.
Và để mà tận dụng tối đa nhất cái công dụng của cây cỏ máu này thì các bạn có thể dùng khoảng 100 gram cỏ máu khô đun sôi cùng với lại 2 lít nước trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút để uống thay nước lọc hàng ngày. Nước sau khi đun thì có màu đỏ như máu, vị hơi chát, mát và ngọt lâu. Nếu mà thời tiết nắng nóng thì các bạn có thể cho vào tủ lạnh uống dần. Nó sẽ rất là tuyệt vời. Và phần bã thì các bạn có thể giữ lại để đun tiếp cho lần thứ hai, lần thứ ba. Đấy. Khi nào mà các bạn thấy cái bã nước mà mình sắc nó bị nhạn thì chúng ta bỏ đi, chúng ta tiếp tục lấy cái một nắm khác chúng ta đun tiếp và cứ uống như thế. Nó sẽ chữa khỏi rất là nhiều những cái bệnh và bồi bổ cơ thể rất là tốt. Ở trên tôi thì cái cây cỏ máu này được sử dụng rất là phổ biến. Hầu hết là mỗi gia đình đều có một vài khúc cái cây cỏ máu này để lên gác bếp. Vâng, để lên gác bếp để mà uống dần. Cái này thì những cái trường hợp mà chúng ta không bị làm sao, chúng ta làm những cái người bình thường không bị bệnh ốm đau, chúng ta vẫn có thể dùng cái cây cỏ máu này, nó rất là tốt nhé các bạn nhé. Đấy. Và chúng ta không nên dùng quá liều lượng thôi. Đây. Và ở trên vùng cao ấy thì chị em ở trên tôi sau khi mà sinh được khoảng 2 3 ngày thì có thể lên nương lên rẫy bình thường. Tại vì là chúng tôi có những cái bài thuốc dân tộc để cho hậu sản có thể là hồi phục sức khỏe, và cái cây cỏ máu này là một trong những cái cây thuốc cho những cái bài thuốc tắm cũng như là bài thuốc hầm, bài thuốc uống đối với chị em phụ nữ để mà phục hồi sức khỏe. Tiếp theo nữa tôi muốn giới thiệu cho các bạn một số những cái bài thuốc cũng như là cách sử dụng cái cây cỏ máu này. Thứ nhất là những cái trường hợp mà kinh nguyệt không đều này, khí huyết hư này, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi. Những cái trường hợp như vậy thì các bạn có thể dùng khoảng 16 gram cái cây cỏ máu này với lại 12 gram ít mẫu và 6 gram nghệ vàng. Các bạn mỗi ngày sắc một thang để uống và áp dụng liên tục từ 5 đến 10 ngày thì nó sẽ cho các bạn là một cái điều bất ngờ. Và cái thứ hai nữa đó chính là những cái trường hợp mà bị đau lưng mỏi gối ấy, thì các bạn có thể dùng cái cây cỏ máu này với lại cây xấu hổ đấy các bạn. Các bạn lấy cái rễ cây xấu hổ với lại ý dĩ, cỏ xước này, rễ của lá lốt này với lại thiên nhiên kiện, mối vị 8 gram các bạn sắc uống. Đấy, các bạn sắc uống nó cũng cho các bạn rất là hiệu quả. Cái thứ ba nữa nó dùng để bổ trợ cơ thể suy yếu, đổ mồ hôi trộm. Các bạn có thể lấy khoảng 90 gram cái cây cỏ máu này. Đây các bạn này. Đấy, lấy khoảng 90 gram cỏ máu này đem rửa sạch sắc nước uống. Cho thêm vào 1 đến 2 quả trứng gà. Nấu thành canh ấy, các bạn kiên trì ăn món này từ 5 đến 7 ngày sẽ hồi phục sức khỏe cực tốt. Đấy. Đây này các bạn này. Cái thứ tư nữa nó dùng để điều trị cái chứng thiếu máu này. Thì các bạn có thể dùng khoảng 200 đến 300 gram các bạn tán nhỏ đem ngâm cùng 1 lít rượu trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Một ngày các bạn dùng 2 lần, mỗi lần khoảng 25 ml rượu đấy. Và để đạt được kết quả cao thì bạn có thể kết hợp thêm một số loại thảo dược khác như là hạt thủ ô. Đấy, lượng bằng nhau ấy, các bạn nấu nước uống hàng ngày. Hạt thủ ô thì các bạn nên sử dụng cái loại hạt thủ ô đỏ nha các bạn nhé. Ngoài ra thì cây này nó còn có thể dùng để chữa bệnh dạ dày các bạn nhé. Khi mà những cái trường hợp mà bị đau dạ dày ấy, thì các bạn có thể lấy khoảng 16 đến 20 gram cây cỏ máu này, 16 20 gram khô nhé các bạn nhé, để mà sắc nước uống hoặc là ngâm rượu uống. Đấy, các bạn có thể ngâm rượu uống nhé các bạn nhé. Bạn nào muốn tăng cân thì các bạn có thể sử dụng cái cây cỏ máu này. Và những cái trường hợp mà cần tăng cân ấy, thì các bạn có thể dùng khoảng 50 gram cái cây cỏ máu khô này đun với khoảng 1,5 lít nước. Đấy, để cạn còn khoảng 1 lít các bạn uống trong ngày. Thực hiện từ khoảng 2 đến 3 tháng. Mỗi ngày các bạn uống một lần. Đấy. Hoặc là các bạn có thể kết hợp với cái cây hạt, cái củ hạt thủ ô. Nó cũng rất là tốt. Đó.
Đó là một số những cái thông tin mà tôi muốn giới thiệu đến tất cả các bạn về cây cỏ máu này. Hy vọng đấy là những cái thông tin hữu ích và chắc chắn là sẽ không thể tránh khỏi những cái thiếu sót. Thì rất mong nhận được cái sự ủng hộ, đóng góp ý kiến của tất cả các bạn về cái cây cỏ máu này, cũng như là tất cả những cái cây mà tôi đã sử dụng để mà giới thiệu cho mọi người. Đây, đây các bạn này. Đầu video thì tôi thái xong, bây giờ các bạn thấy nó đã chảy nhựa rồi. Đây. Đó, nó đã chảy nhựa rồi này các bạn này. Đây, đây chính là cây cỏ máu, nó có rất là nhiều những cái công dụng như tôi vừa nêu. Và ngoài cái cây cỏ máu này thì tôi còn có bài thuốc điều trị dạ dày, viêm dạ dày, viêm loét dạ dày đại tràng, khuẩn HP, nó cực kỳ hiệu quả. Nếu mà anh em có nhu cầu thì cứ alo cho tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu mà các bạn thấy cái clip này hay, ý nghĩa thì đừng quên để lại cho tôi một like và đăng ký kênh, đồng thời chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.